Sáng ngày 2 tháng 10 tại trường Trung cơ sở Yến Đức, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã Đông Triều đã tổ chức ngày hội giao lưu tiếng Anh hướng tới phát triển du lịch cộng đồng tại làng quê Yến Đức năm 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Tuế, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thị xã. Với mục tiêu cung cấp vốn tiếng Anh cơ bản, dễ hiểu nhất để phục vụ thiết thực cho người dân và học sinh xã Yên Đức, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ ILIS mời giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, đặc biệt chú trọng kỹ năng nghe và nói để sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể tự tin giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh với khách du lịch nước ngoài. Đây là một hình thức nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội hóa học tập và học tập suốt đời của người dân nhằm phát triển kinh tế địa phương. Qua 2 năm thực hiện đề án, dạy tiếng Anh giao tiếp cho người dân và học sinh xã Yên Đức để phát triển du lịch cộng đồng bền vững vào mùa hè đã thu hút được hơn 1.000 học sinh và người dân xã Yên Đức tham gia. Đến nay, các học viên có thể tự giới thiệu bản thân, gia đình, làng quê và tự tin giao tiếp với du khách, biết cách chỉ đường, thuyết minh được những nét nổi bật trong các di tích lịch sử, những hình thức du lịch phổ biến và một số nghề truyền thống, lối sinh hoạt của người dân, cách hỏi giá cả, trao đổi, mua bán hàng hóa, nông sản. Tất cả cộng đồng người dân Yên Đức đều rất hào hứng với mục tiêu mỗi người dân là một đại sứ du lịch đáng yêu của làng quê Yên Đức. Tại ngày hội, người dân, giáo viên và học sinh các làng Đồn Sơn, Dương Đê, Yên Khánh, Đức Sơn, Chí Linh đã tham gia 3 phần thi, chào hỏi, năng khiếu và giao lưu với khán giả. Qua các phần thi sôi nổi đã đánh giá được kết quả của việc lan tỏa phong trào học ngoại ngữ tại xã Yên Đức trong thời gian qua. Kết quả, thôn Dương Đê đã đạt giải nhất tại ngày hội. Nhân dịp này, Trung tâm Ngoại ngữ ILIS đã trao tặng 2 chiếc TV cho thôn Dương Đê và thôn Đức Sơn để phục vụ việc học tiếng Anh của người dân. Ngày hội giao tiếp tiếng Anh hướng tới phát triển du lịch cộng đồng làng quê Yên Đức năm 2018 là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 và mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển du lịch tại xã Yên Đức nói riêng và thị xã Đông Triều nói chung.